Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Katana Vlog. Video ngày hôm nay thì Katana sẽ chia sẻ video so sánh về hai dòng chảo nổi tiếng hiện nay, đấy là chảo inox và chảo gang, với những thí nghiệm và bình luận của các đầu bếp nổi tiếng. My name is Connie Chen. I am a home and kitchen reporter for the Insider Review. Phần 1 là thí nghiệm về độ dẫn nhiệt hay là cái cách lên nhiệt của bề mặt hai dòng chảo. Thí nghiệm đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đun nóng một lớp bột trên hai loại chảo để thấy sự khác nhau giữa nhiệt độ được tạo ra từ hai dòng chảo. Như các bạn có thể thấy, nhiệt độ rõ ràng qua cái lớp bột bị cháy và chuyển màu. Ở chảo gang thì nó lên theo chấm chấm nhỏ, còn ở chảo inox thì nó sẽ lên theo mảng lớn. Khi đun bất cứ thứ gì trên chảo thì có vẻ mọi người đều muốn nhiệt độ lan đều khắp mặt chảo chứ không tụ tại một điểm, vì điều đó có thể làm cháy hay là làm dính thức ăn vào bề mặt chảo. Ví dụ thì mọi người có thể thấy ở chiếc chảo gang này, nhiệt độ tập trung ở một điểm ở trên chảo, sau đó thì sẽ lan dần ra bề mặt, thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Còn đối với chảo inox thì toàn bộ chảo hấp thụ nhiệt nhanh chóng và dẫn nhiệt toàn bộ mặt chảo, làm cho chảo nóng đều và liên tục. Đó chính là điều mà chúng ta cần khi nấu ăn. Về mặt dẫn nhiệt thì thực sự là chảo inox dẫn nhiệt tốt hơn chảo gang. Có một điều đấy là cái inox ấy, bản thân nó không là dẫn nhiệt quá tốt. Để khắc phục điều đó thì các dòng chảo cao cấp thường có một lớp nhôm ở giữa để làm quá trình dẫn nhiệt ổn định hơn. Khi mọi người mua hàng thì sẽ thấy các dòng chảo 3 lớp và các dòng chảo 5 lớp. Chảo 3 lớp thì sẽ có thêm một lớp nhôm ở giữa, và chảo 5 lớp thì sẽ có thêm 2 lớp nhôm ở giữa, tức là 3 lớp nhôm, để cái quá trình dẫn nhiệt nó sẽ đều và đều khắp mặt chảo và nó sẽ ổn định hơn. Tiêu chí thứ hai đấy là độ dễ dàng khi sử dụng. Độ dễ dàng và tiện lợi khi sử dụng chảo thì bởi vì rất nhiều người gặp vấn đề với độ nặng của chảo. Khi chảo nặng tức là bạn sẽ khá là khó cầm chảo lên và thực hiện một số động tác nấu ăn. Ví dụ như là khi xào rau, để rau chín đều thì chúng ta cần lật rau liên tục để cho rau ngấm gia vị, cũng như là để rau chín đều và lửa không tập trung ở một chỗ. Đấy, cứ lật liên tục như thế này thì đây rau kết quả sẽ chín rất là đều. Thì khi đó cái độ nặng của chiếc chảo khá là cần thiết và chúng ta sẽ ưu tiên một chiếc chảo nhẹ hơn. Đó, giờ tiếp tục thử nghiệm với chảo gang. Mình chưa dùng chảo gang để xào bao giờ nhưng mà nó sẽ hơi khó khăn một chút. Như anh em có thể thấy thì khi lật nó thì thức ăn di chuyển tương đối ít, cảm giác tay cầm bị cứng hơn. Một phần là do cái thiết kế tay cầm của mặt chảo, góc chảo gang thẳng hơn mà không thích hợp để cho những cái động tác như là để lật. Đó, còn đối với các chị em phụ nữ thì khá là khó khăn. So sánh về cân nặng thì gang sẽ nặng tầm 5-10 pounds, tương đương là 2.5 cân, còn chảo inox thì chỉ nặng bằng một nửa so với chảo gang thôi. Và đương nhiên là cân nặng cũng chính là yếu tố khá là cân nhắc chọn chảo. Thí nghiệm thứ ba là hiệu ứng cháy cạnh trên thịt và hương vị khi mà làm thịt áp chảo. Chúng ta sẽ thử làm bít tết với hai dòng chảo này, với miếng thịt khá là tương đồng với kích cỡ. Đây là cái kết quả khi áp chảo bít tết với cả chảo inox. Còn đối với chảo gang thì mọi người có thể thấy là nó sẽ bị dính những cái mảng thịt ở một số những cái phần ở trên chảo gang vì cái sự gia nhiệt không đều ở trên mặt chảo. Thì cái này nó sẽ đem lại hai loại hương vị khác nhau. Đó, ảnh hưởng đến hương vị của miếng thịt. Đối miếng thịt trên chảo inox thì mặt sẽ xe lại đều khắp cả miếng thịt. Còn đối với chảo gang thì phần giữa tương đối mềm và chín tự nhiên. Thông thường thì miếng thịt bị dính vào lớp thép không dỉ. Còn đối với chảo gang thì cần đợi cho đến khi đạt đến nhiệt độ nhất định, miếng thịt sẽ tự bong ra khỏi chảo. Có thể nói thì chảo gang sẽ thích hợp để làm steak hơn. Và ít nhất thì mọi người nên có một chiếc chảo gang. Có một điều lưu ý nhỏ khi sử dụng chảo gang, đấy là cần phải làm thật nóng chảo trước khi cho thịt và bơ vào. Thì có thể đặt lên trong lò nướng để làm nóng chảo trước, sau đó thì cho bơ và cho thịt vào. Thí nghiệm tư chính là về độ linh hoạt. Theo quan điểm cá nhân thì đối với chảo inox chúng ta có thể nấu gần như là mọi món ăn, từ bít tết cho đến xào rau, xào mì, chiên ngập dầu, chiên mắm. Còn đối với chảo gang thì có một số món ăn đặc thù sẽ tạo được hiệu ứng hương vị ngon hơn và thẩm mỹ hơn, như là hiệu ứng xén cạnh, và chảo gang thì cũng bền hơn. Tuy nhiên thì đối với một số món ăn có tính acid như là sốt cà chua hay là nước sốt chanh thì mọi người không nên dùng chảo gang, bởi vì là thành phần của chảo gang có thể bị ám mùi vào thức ăn, có thể khiến cho thức ăn có vị lạ và không tốt cho sức khỏe lắm. But if you just want to be safe, stainless steel is just like for sure, it's not going to react with the materials, you're not going to get any like funky flavors or like chemicals.
Tiêu chí cuối cùng đấy là việc dễ dàng vệ sinh. Việc làm chảo hai loại chảo này cũng tương đối khác nhau. Đối với chảo thép và chảo inox thì cơ bản là chỉ cần cọ rửa bình thường thôi, còn đối với chảo gang thì việc bảo quản sẽ cần chăm chút hơn một chút. Ví dụ như là để chảo gang không bị rỉ thì bạn phải lau khô sau mỗi lần sử dụng, hoặc là tôi dầu thường xuyên để bảo quản chảo gang. Nếu như mà anh em chỉ là đầu bếp nội trợ bình thường như mình thì vẫn cần cả hai chiếc chảo để làm nhiều món ăn khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích khác nhau. Còn nếu mà anh em muốn một chiếc chảo đa dụng, sử dụng được cho nhiều việc khác nhau thì chảo inox có thể là một sự lựa chọn tốt hơn. Đó. Bởi vì có thể nhiều món bạn không thể làm bằng chảo gang nhưng có thể lại làm rất ok bằng chảo inox đa dụng. It's durable, it's easy to care for, so it's low maintenance and you can generally find đó là nội dung của clip.